Một loại rau sẽ giúp gấp 10 lần số lượng tinh trùng. Muốn tăng số lượng tinh trùng thì chỉ cần nhớ duy nhất một từ khóa, đó là testosterone. Testosterone luôn được ví như là thức ăn của tinh trùng. Chính vì vậy, để tinh trùng khỏe mạnh thì nồng độ testosterone trong cơ thể cần phải sản xuất càng nhiều càng tốt. Vì thế, cơ thể càng sản sinh ra nhiều testosterone thì số lượng và chất lượng tinh trùng càng cao. Có một chất giúp kích thích tinh hoàn và tuyến thượng thận tăng sản sinh testosterone cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là kẽm. Và chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy kẽm ở trong các loại hải sản. Nhưng nếu như mà các anh thuộc trường phái cây nhà lá vườn thì có một loại rau có thể giúp các anh giải quyết được vấn đề đó. Đó chính là rau mồng tơi. Không chỉ chứa rất nhiều kẽm mà trong rau mồng tơi còn chứa một loại chất rất đặc biệt, đó chính là pectin, sẽ giúp cải thiện tình trạng mộng tinh. Chính vì vậy, hãy ăn rau mồng tơi và kết hợp một chế độ dinh dưỡng giàu kẽm thì chắc chắn các anh sẽ tăng được chất lượng tinh trùng của mình. Các anh đang cần tư vấn về sinh lý, tăng thời gian, tăng độ cứng thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ bí quyết nhé.